Mời quý vị theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, khi mùa xuân vừa chạm ngõ, mọi người mọi nhà lại hân hoan chào đón Tết cổ truyền của dân tộc. Nhưng với người nghèo, người có thu nhập thấp thì ngày Tết đến lại thêm phần lo toan. Với phương châm tất cả mọi người đều có Tết, công tác chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng yếu thế đã và đang được chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp quan tâm. Cùng với quỹ vì người nghèo, nguồn vận động ủng hộ phòng chống Covid-19, nguồn lực đóng góp của các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân đã chung tay mang Tết ấm đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Sự quan tâm này không chỉ giúp mọi người mọi nhà trên địa bàn tỉnh được đón Tết đầm ấm, bình an, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nếp sống tốt đẹp trong cộng đồng. Với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Tết cổ truyền dân tộc ngoài tôn vinh nét đẹp văn hóa của người Việt còn là dịp cả xã hội chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế. Với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, các hoạt động Tết hướng sự quan tâm nhiều hơn đến những trẻ em mồ côi cơ nhỡ. Mùa xuân này, 7 trẻ mồ côi, cha hoặc mẹ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn đã được các Mạnh Thường Quân nhận đỡ đầu. Lồng ghép để trao cái chương trình mẹ đỡ đầu này cho các cháu. Thì trong cái dịp này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn cũng đã vận động được Mạnh Thường Quân là trao 7 cái suất mẹ đỡ đầu cho 7 trẻ trên địa bàn thị trấn. Mỗi phần quà mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ là 5 triệu đồng cho một trẻ trên một năm. Ngoài ra thì có quà của Ủy ban thị trấn cũng hỗ trợ cho mỗi cháu như vậy là một phần là 700.000. Mạnh Thường Quân thì sẽ hỗ trợ chi phí học tập cho các cháu hàng năm. Hiện tại bây giờ thì chị đang bán bắp, từ đầu thì cũng có vất vả có, nhưng mà bây giờ cũng ổn định. Nói chung trời thương thì kiếm nghề 100-200 để lo cho con. Chị rất vui và cảm ơn mấy em đã vô giúp đỡ gia đình mẹ con chị. Trong lúc này tại xã Tam Phước, huyện Long Điền, niềm vui cũng đến với gia đình chị Trần Thị Phương Uyên, ngụ ấp Phước Hưng. Bởi năm nay gia đình chị sẽ đón Tết trong ngôi nhà mới. Do hoàn cảnh khó khăn, người mẹ đơn thân không may mắc bệnh hiểm nghèo này, gần như không có khả năng xây sửa lại ngôi nhà tạm trong nhiều năm. Chia sẻ cùng chị, cuối năm 2022, Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền thông qua nguồn quỹ vì người nghèo đã hỗ trợ gia đình chị 80 triệu đồng để xây ngôi nhà mới. Cùng với sự giúp đỡ của anh em, bà con hàng xóm, ngôi nhà kiên cố rộng gần 60m² đã hoàn thành giữa tháng 12, khi ngày Tết đang cận kề. Vẫn còn đó những lo toan bệnh tật, nhưng chắc hẳn ngôi nhà tươm tất vào thời gian này có ý nghĩa động viên không nhỏ về mặt tinh thần. Thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương, thì mặt trận và các thành viên của mặt trận và cũng thực hiện theo sự chỉ đạo của mặt trận huyện, sự chỉ đạo của đảng ủy xã, thì mặt trận cũng đặc biệt quan tâm đối với những hoàn cảnh bị bệnh hiểm nghèo như chị Uyên, cả chị Uyên và những hộ gia đình khác bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn xã. Thì đặc biệt trong dịp xuân Quý Mão này, chúng tôi cũng thực hiện rà soát những hộ gia đình đặc biệt khó khăn và hộ nghèo mà khó khăn về nhà ở, để tạo điều kiện cho các hộ đặc biệt khó khăn để có nhà ở, ổn định cuộc sống. Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, những ngày qua khắp nơi trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa với nhiều hình thức phù hợp thiết thực. Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong chương trình thiện nguyện vì cộng đồng mang tên Tết Nhân Ái đã trao 600 phần quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn các huyện Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa. Những món quà Tết đầy ý nghĩa được trao đi với người nghèo, họ thấy ấm áp hơn khi những vòng tay yêu thương luôn rộng mở. Hôm nay chúng tôi thật vinh dự được đi nhận quà Tết. Các quý vị cũng quan tâm đến mọi người trong xã. Nói chung là các gia đình vừa nghèo vừa có hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay chúng tôi cảm nhận thấy rất là vui mừng và rất trân trọng nhận món quà của Chữ thập đỏ và của các xã nói chung, và tất cả chúng tôi rất là vui mừng. Cùng với các Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể, những ngày qua các tổ chức tôn giáo cũng chung tay mang Tết ấm đến người nghèo. Phiên chợ không đồng là một trong những mô hình giàu tính nhân văn đã và đang được các cơ sở tôn giáo trong toàn tỉnh nhân rộng. Như phiên chợ không đồng được tổ chức tại chùa Long Hoa, xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức. Đúng như tên gọi của phiên chợ, 200 người nghèo trên địa bàn xã Lăng Lớn đã được trao phiếu đi chợ miễn phí,
gần 30 gian hàng từ những nhu yếu phẩm đến quần áo, giày dép, giúp bà con nghèo có nhiều sự lựa chọn. Tối đa có thể chất đầy những chiếc bao loại 50kg như thế này. Điều đáng trân quý ở phiên không đồng yêu thương trao yêu thương, nụ cười trao nụ cười là sự sẻ chia gắn kết giữa trái tim với trái tim. Mua đồ ở chợ không đồng cũng như nhất là gạo, rồi nước mắm, dầu ăn, nhà chùa này cũng tốt lắm. Đối với bà con Phật tử là được lắm, lợi đông chừng nào mừng rỡ chừng nấy. Tất cả đều là xuất phát từ cái tấm lòng từ bi của mình, thì nó chiêu cảm ra được đến mọi người. Mình thương những cái hoàn cảnh và những bà con khổ khó nơi đây, ngày xuân về Tết đến thì cũng cần lắm những cái tấm lòng, những cái sự sẻ chia của chung tay của tất cả các mạnh thường quân để cho bà con có được cái Tết vui vẻ, sum vầy, ấm cúng. Với phương châm tất cả mọi người đều có Tết, công tác chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng yếu thế đã và đang được chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp trong tỉnh quan tâm. Cùng với quỹ vì người nghèo, nguồn vận động ủng hộ phòng chống Covid-19, nguồn lực đóng góp của các doanh nghiệp, mạnh thường quân đã chung tay mang Tết ấm đến những hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, từ quỹ vì người nghèo, Mặt trận tỉnh đã phân bổ 3.018 suất quà hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người làm công tác mặt trận có hoàn cảnh khó khăn ở cơ sở tại 503 khu dân cư. Mỗi khu dân cư 6 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng. Thăm tặng quà 12 cơ sở bảo trợ nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em lang thang cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh, mỗi cơ sở 1 triệu đồng. Cũng từ quỹ vì người nghèo, Mặt trận tỉnh phân bổ về cho các tổ chức thành viên, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh, mỗi đơn vị là 250 suất quà, mỗi suất quà 1 triệu đồng. Các hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội người mù tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh và tỉnh đoàn, mỗi đơn vị 100 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng, chăm lo cho các đoàn viên, hội viên nghèo. Xây tặng 25 căn nhà đại đoàn kết, 80 triệu đồng một căn, 200 suất quà, 1,2 triệu đồng một suất, quỹ vì người nghèo trung ương phân bổ về cũng đã trao đến các hộ khó khăn nhất. Ngoài ra, từ nguồn vận động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, Mặt trận tỉnh xin chủ trương hỗ trợ 4.527 suất quà cho người dân gặp khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 tại 503 khu dân cư, mỗi khu 9 suất quà, hỗ trợ 14 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19, mỗi suất 5 triệu đồng. Cùng với đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã chủ động tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, các mạnh thường quân để hỗ trợ cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình. Truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc được phát huy, người nghèo có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Xuân Quý Mão 2023, thay mặt cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chúng tôi trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân đã đồng hành với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, với tỉnh nhà trong cái công tác an sinh xã hội. Chúng tôi cũng mong rằng trong thời gian đến, Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để giúp cho các cái hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện cái nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đang đến gần. Các đoàn công tác tiếp tục đến thăm, chúc Tết và động viên các gia đình nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các chương trình hỗ trợ, hoạt động tặng quà càng diễn ra sôi nổi, để Tết này sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Một mùa xuân an vui, ấm áp đang đến với mọi nhà. Thưa quý vị, khi năm cũ qua đi, năm mới đến, Tết là khoảng thời gian sum họp đoàn tụ gia đình, là dịp để mỗi người con xa quê trở về quê hương nguồn cội. Thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh mà không ít người lao động xa quê không thể thực hiện ước mơ sum họp của mình. Nối tiếp hành trình mang Tết ấm đến với những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ là câu chuyện về những chiếc vé xe nghĩa tình mang Tết sum vầy đến với đoàn viên người lao động xa quê.
Một trong những hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2023 của các cấp công đoàn trong một năm khó khăn với nhiều lao động. Những ngày cuối năm, dường như mọi người đều trở nên tất bật hối hả hơn với bộn bề công việc, lo toan gia đình để đón chào một năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng. Với công nhân lao động, nhất là những người xa quê, những ngày cuối năm càng khiến họ rộn trong lòng, lên nỗi xốn xang, mong được đón một cái Tết xung vầy cùng người thân, gia đình và bạn bè. Song hoàn cảnh khó khăn khiến đường về quê của không ít người trở nên xa xôi hơn nhiều. Đã 4 năm sau ngày cưới, chị Nguyễn Thị Kim Liên, giáo viên trường tiểu học Võ Nguyên Giáp, thành phố Vũng Tàu, chưa một lần về quê chồng. Chồng chị, một công nhân ở tỉnh Thanh Hóa, đã làm việc tại khu công nghiệp Đông Xuyên, cũng chừng ấy năm chưa về thăm nhà. Khoảng cách xa xôi, hoàn cảnh khó khăn, nên ba mùa xuân qua, hai vợ chồng đều ngậm ngùi đón Tết xa nhà. Tết này con gái cũng đã 2 tuổi, ông bà nội ở ngoài quê cũng yếu nhiều. Vì vậy, vợ chồng chị quyết định đưa con về quê sum họp ngày Tết. Đồng hành với chuyến về quê của đôi vợ chồng trẻ, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 1 triệu đồng tiền tàu xe. Số tiền tuy không nhiều, nhưng kịp thời và cho người lao động xa quê cảm thấy ấm lòng. Hai vợ chồng cưới nhau từ lúc 2019 và giờ 2023 rồi, 4 năm. Mẹ chồng em lớn tuổi 7 mấy rồi, và bà bị sỏi thận này nó suy tim rồi. Nên là vợ chồng em muốn về thăm gia đình với cũng muốn ăn Tết ngoài Bắc như nào. Chuyến về quê lần này thì em cũng được bên Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu hỗ trợ cho em được cái vé xe là 900.000 với 150 là tiền riêng. Và lên đó thì em được có một cái phiếu nữa là cái phiếu nước uống này, phiếu ăn này. Cảm thấy là cái hoạt động rất là ý nghĩa, không chỉ riêng em. Chị Nguyễn Thị Kim Liên là một trong 150 đoàn viên, người lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ vé xe về quê đón Tết. Số tiền hỗ trợ đã được trao tận tay người lao động trong chương trình Tết xung vầy, xuân gắn kết tổ chức tại thị xã Phú Mỹ vào tối ngày 7 tháng 1. Xuyên suốt hành trình 8 năm, những chiếc vé nghĩa tình của Liên đoàn Lao động tỉnh đã đồng hành cùng bà con ngoại tỉnh về quê đón Tết. Tôi là quê ở Hà Tĩnh. Tôi đã vào đây sinh sống thì được 4 năm rồi chưa về nhà. Thì ba mẹ và anh chị em ở ngoài đó. Thì hôm nay được Liên đoàn Lao động của thị xã Phú Mỹ tặng cho tôi được cái vé xe, thì được tôi được về quê sum vầy ăn Tết với gia đình. Tôi rất cảm ơn Liên đoàn Lao động. Triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động trên địa bàn tỉnh, hơn 112.000 người lao động đã được thụ hưởng từ các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn với tổng kinh phí thực hiện hơn 41 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ cho 150 đoàn viên người lao động khó khăn tiền vé xe về quê, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã tặng 1.000 phần quà trị giá 1 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết. Chăm lo Tết cho 10% tổng số đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 500.000 đồng một người. Ngoài chương trình Tết xum vầy xuân gắn kết, điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động còn là phiên chợ Tết Công đoàn năm 2023. Tại phiên chợ này có một gian hàng không đồng, trao 1.000 suất quà, mỗi suất 150.000 đồng. 23 gian hàng bán các sản phẩm thiết yếu, giảm giá từ 10 đến 30% như giày dép, quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm khô và 23 gian hàng ẩm thực miễn phí phục vụ người lao động. Chuỗi hoạt động đã mang đến cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, những công nhân đón Tết xa nhà, một cái Tết ấm áp nghĩa tình trong sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn. Hôm nay em có đến đô cung văn hóa của Phú Mỹ và tham gia mấy cái trò chơi của Bà Rịa, em cảm thấy rất là vui. Em thấy bên công đoàn của Phú Mỹ Bà Rịa đã rất là tạo điều kiện cho anh em công nhân bọn em đến để giao lưu, chơi những trò chơi dân gian mà công đoàn đã tạo ra cho bọn em. Và bọn em cảm thấy rất là vui và cảm ơn cái sự khích lệ của bên công đoàn lao động của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Chương trình tổ chức Tết xung vầy cho người lao động thì ngoài cái sự của các cấp công đoàn, rồi còn có sự quan tâm của các sở ban ngành và đặc biệt là các cái doanh nghiệp cũng đồng hành cùng với liên đoàn tỉnh và liên đoàn các cấp để hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong cái dịp Tết. Chăm lo đời sống và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động là trách nhiệm của tổ chức công đoàn.
Vì vậy, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, các cấp công đoàn tích cực thực hiện công tác chăm lo Tết. Những hoạt động chăm lo Tết Quý Mão 2023 đang tiếp tục được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng, sôi nổi, thiết thực, để tất cả mọi người đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Một cái Tết sum vầy sẽ không còn là mơ ước xa xôi. Quý vị vừa theo dõi chương mục Đại đoàn kết trên kênh truyền hình BRT, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin cảm ơn và thân ái chào tạm biệt.